Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh PTA Let's Go. Và hôm nay không phải là một cái clip khám phá đâu, nhưng mà đây sẽ là một cái clip rất là đặc biệt luôn. Và cái điều đặc biệt là thì PTA sẽ cho các bạn xem ngay bây giờ đây. Trên tay của PTA đây là một con số 5 số 9. Một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đây là PTA phải chia sẻ cùng với quý vị và các bạn, những người đã ủng hộ của ta trong hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm rồi các bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang ở một cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Đó là cái khoảnh khắc mà như các bạn đang nhìn thấy đây ha. Thì chúng ta đang chuẩn bị. Đây là cái con số 99.999. Tức là chỉ còn có đúng một thôi. Chỉ còn có đúng một đăng ký nữa thôi thì chúng ta sẽ có 100.000 đăng ký nha các bạn. Bây giờ thì bác cảm ơn. Đây là cậu trên sân, cậu nhỏ ở nhà tớ. Chào mọi người đi con. Chào. Pata muốn ghi lại cái khoảnh khắc này và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn là chúng ta đang có 99.999. Và ai sẽ là người thứ 100.000 đây, và thời điểm nào thì chúng ta sẽ đạt 100.000, chính thức đạt 100.000 đây. 99.999 rồi. Tức là chúng ta chỉ còn có một chút xíu nữa thôi, một chút xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ có 100.000 đăng ký. Và 100.000 đăng ký thì bà ta cũng chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi các bạn ạ. Rất là lâu rồi, và hiện tại thì bà ta đang ở nhà đó. Và bây giờ là 21 giờ 25 phút, tức là 9 giờ 25 phút tối, và chúng ta chuẩn bị đón cái thời khắc mà chúng ta chờ đợi rất là lâu rồi ha các bạn. 100.000, chúng ta vừa nhắc xong thì đây 100.000 rồi các bạn ơi. Con đếm cái nào, số gì đây, số bao nhiêu? Một không 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 tức là 100 ngàn, 100.000. Một High five này, high five một này. trăm ngàn Thơm cái coi. Thơm mà cái. High five, tay này. Và thưa các bạn là chúng ta đã đạt 100.000 đăng ký rồi các bạn. Thật sự là bọn ta rất là vui. Và cái khoảnh khắc này lại là một cái khoảnh khắc mà bọn ta rất là ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Và nó sẽ là một cái khoảnh khắc tuyệt vời mà Pata được đón nhận. Và ngay cái lúc này đây thì điều mà Pata muốn rằng là gửi đến, đó là Pata, thứ nhất là Pata rất là cảm ơn gia đình của mình vì đã ủng hộ cho Pata để có những cái chuyến đi và đi khám phá khắp các vùng miền của Tổ quốc. Và tiếp theo là Pata xin cảm ơn đến quý vị khán giả, chính quý vị 100.000 quý vị khán giả đây đó, chính quý vị là những người mà đã yêu mến Pata và đã đồng hành cùng với Pata trong suốt 4 năm qua, hơn 4 năm qua rồi quý vị, thực sự luôn đấy. Và đó là cái tình cảm, đó là cái tình yêu, đó là sự yêu mến, sự quý mến mà Pata đã nhận được từ quý vị và chính cái việc mà các bạn biết đâu là trong 4 năm qua thì bọn ta nhận rất nhiều những cái tình cảm từ quý vị, những cái comment, những cái tin nhắn, rồi những cái cuộc gọi điện thoại. Có những quý vị là đã gọi cho bọn ta để chia sẻ rằng là đi những cái hành trình mà đi theo cái hành trình mà bọn ta đi và chia sẻ thì quý vị đã có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Điều đó cũng là một cái điều mà rất là khích lệ bọn ta khi mà bọn ta làm kênh Pata Let's Go. Thật sự là nói là mình làm ấy các bạn, Pata làm thì rất là nhiều nhá, làm rất là lâu nhá, và tổng cộng trên kênh của Pata bây giờ đang có là hơn 500 video đấy các bạn ạ. Và tức là hơn 500 cái chuyến hành trình đi đấy các bạn, rất rất nhiều video, rất rất nhiều hành trình để cho quý vị và các bạn khám phá. Nhưng mà thật sự các bạn là có một cái điều đúng là thách thức và thử thách thật, đó là Pata phải mất đến tổng cộng, các bạn biết nhiêu không, là đến 100 ngàn rồi. 100.000. Và ta phải mất hơn 4 năm để có được 100.000 đăng ký này các bạn ơi. 100.000 đăng ký. Thật sự đấy là một trong những cái điều mà
đến bây tới bây giờ thì bà ta cũng đang là rất là thật sự là đang rất là vui, rất là hạnh phúc. Đây là một cái cảm giác, đây là một cái cột mốc đánh dấu một cái cột mốc mà đánh dấu một cái sự yêu mến, đánh dấu cái tình cảm mà quý vị dành cho bà ta, và đó cũng là một cái cột mốc mà đã đánh dấu cái nỗ lực của mình để trong cái việc mà sáng tạo nội dung và đi đi chia sẻ, đi khám phá những cái chuyến hành trình và đi chia sẻ những cái hành trình cho quý vị và các bạn trên kênh PTA Let's Go. Người ta nói thì làm YouTube là cần phải có cái đam mê. Tuy nhiên thì bà ta thấy rằng là ngoài cái đam mê là chúng ta cũng cần phải kiên trì ấy. Và quý vị biết đấy là 4 năm hơn rồi. Tính là bây giờ là 4 năm rưỡi, nếu tính là từ năm 2020 là bà ta bắt đầu làm thì tới bây giờ đã là 4 năm rưỡi. Thì để đạt cái cột mốc 100.000 này, đó là một trong những cái thật sự bây giờ mình vẫn rất là thích. Đối với một số người thì 100.000 đăng ký đó là cái điều gì đó các bạn đã làm được rất là lâu rồi, đặc biệt là những bạn trẻ làm YouTube rất là hay nhé. Và Vata thì chậm hơn một tí, tuy nhiên thì qua cái video clip này thì Vata cũng khuyến khích các bạn, đối với các bạn và khích lệ các bạn, đặc biệt là những cái bạn mà đang bắt đầu làm YouTube, mà các bạn mới bắt đầu với những cái đăng ký đầu tiên ấy, đó thì các bạn hãy kiên trì, các bạn hãy quyết tâm, các bạn hãy sáng tạo và hãy giữ cho mình cái đam mê nha các bạn. Và chắc chắn là Pata sẽ chắc chắn rằng là Pata đạt được thì chắc chắn luôn các bạn cũng sẽ đạt được. Đó, Pata 4 năm và Pata đã đạt được thì chắc chắn các bạn, mà các bạn là những người trẻ, các bạn là những người mà năng động, các bạn là người sáng tạo hơn, tốt hơn, đó, và giỏi giang hơn, đó, và các bạn chuyên tâm hơn thì chắc chắn các bạn cũng sẽ đạt được, và thời gian đạt được sẽ là nhanh hơn rất là nhiều ha các bạn. Và chắc là chúng ta sẽ có, và ta sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái dự định trong thời gian tới. Là trong thời gian tới thì và ta sẽ ngoài những cái clip về đi khám phá, đi du lịch khám phá đó, và chia sẻ những cái hành trình cho quý vị và các bạn, thì và ta trong thời gian tới và ta có một cái dự định, đó là sẽ tăng cường làm thêm những video clip về cuộc sống, về vlog, chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về những cái trải nghiệm. Thì kênh của chúng ta thì liên quan về du lịch, nhưng mà bà ta thì mong muốn là trong thời gian sắp tới, nếu mà những cái khoảng thời gian có thể đi được thì chúng ta, bà ta sẽ tiếp tục sẵn sàng là sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn. Còn đối với trong những cái khoảng thời gian mà bà ta mà có thể chưa đi được nhiều, đi du lịch được nhiều đó, thì bà ta sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vlog nhé. Và bà ta rất là mong muốn rằng là quý vị sẽ ủng hộ và quý vị cũng sẽ đón nhận những cái chia sẻ của bà ta trên kênh nha các bạn. Và bây giờ thì hãy nhìn lại cái này đi ạ, một cột mốc đã đợi rất lâu rồi nha quý vị, đã đợi rất lâu rồi, và 100.000 đăng ký. Và một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, xin biết ơn đến quý vị khán giả, những người đã yêu quý bà ta trong suốt cái hành trình hơn 4 năm qua, và luôn luôn xem kênh, luôn luôn ủng hộ và xem cho từng cái video clip mà bà ta đưa ra, và quý vị còn chia sẻ, quý vị còn ý kiến đóng góp. Nhắc đến ý kiến đóng góp thì bà ta cũng xin có một ý kiến như thế này. Khi mà bà ta đi chia sẻ thì bà ta đã nhận được rất nhiều những ý kiến ở dưới những cái comment, và bà ta đọc không thiếu một cái comment nào đâu nhé. Và trong đó có cả những comment mà chê và những comment khen. Thì những comment khen bà ta cũng xin rất là biết ơn quý vị đã khích lệ cho bà ta. Còn những comment mà chê đó là cái động lực để giúp cho bà ta cải tiến video hơn, giúp cho bà ta học hỏi nhiều hơn và học hỏi thêm những kiến thức. Và chỉ có một điều bà ta cũng xin được giải bày với quý vị và các bạn, đó là một số những cái video clip thì bà ta đứng ở cái góc nhìn với những cái thông tin mà bà ta tìm hiểu và góc nhìn khách quan, nên bà ta biết như thế nào thì bà ta chia sẻ như vậy, và đó là cái góc nhìn của bà ta. Thì có thể đó là những cái ý kiến nó có thể là chưa đúng, hoặc là chưa đúng đối với quý vị, hoặc là khác ý với quý vị và các bạn. Vậy nên là rất mong quý vị và các bạn cũng đón nhận, và nếu mà quý vị thấy rằng là những cái ý kiến mà quý vị thấy rằng là nó khác ý với quý vị thì quý vị cũng bỏ qua, và quý vị cũng xin góp ý thêm cho bà ta nhiều nhé. Đó,
Và đó là cái điều mà bà ta cũng xin giải bày thông qua video clip này. Và quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là 100.000 đăng ký. Đó, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và ủng hộ bà ta trong suốt hơn 4 năm qua. Và đây chính là cái cột mốc mà chính quý vị là những người đã giúp cho kênh của chúng ta đạt được cột mốc này, cột mốc 100.000 đăng ký. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip trên kênh Bata Let's Go.